Thái Bắc chỉ cần nói một câu cả Thái Lan xung đột cực gắt, Charathip cùng với Poking chỏ nhau. Chiều ngày 31 tháng 8, trang báo SMM Sport của Thái Lan đã đăng tải một bài viết có tiêu đề: năm nay là lần cuối cùng nhà cầm quân huấn luyện viên Park khẳng định dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022. Bài viết này như là lời nhắc nhở đội tuyển Thái Lan cần phải thi đấu tập trung và nỗ lực rất nhiều nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á. Tờ SMM Sport đã viết: người Thái hãy cẩn thận, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam đã đưa lời tuyên bố sau khi biết kết quả bốc thăm AFF Cup 2022. Ông khẳng định đã sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đòi lại chức vô địch vì niềm hạnh phúc của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. SMM cũng đã trích lại bài phát biểu của huấn luyện viên Park: lần trước, thật đáng tiếc khi mà chúng tôi đã thua đội tuyển Thái Lan, không thể bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên lần này chúng tôi muốn đòi lại chức vô địch một lần nữa. Chúng tôi đã làm được điều đó trong năm 2018, khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất hạnh phúc. Chúng tôi có thể làm lại điều đó thêm một lần nữa. Kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là ứng cử viên hàng đầu cho một trong hai tấm vé lọt vào bán kết. Đương nhiên, sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những đối thủ. Tờ Vocate của Malaysia mới đây có bài viết: huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam muốn triệu tập các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nước nhà. Hiện tại có một cầu thủ đang được sự chú ý của ông Park, đó chính là Jackson Quang-Vinh, người đang chơi tại Ligue 1 của Pháp. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc mong muốn Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhanh chóng làm thủ tục để cho cầu thủ này có quốc tịch Việt Nam và có thể chơi bóng ở đội tuyển quốc gia. Theo kế hoạch, AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 12 2022 tới ngày 22 tháng 1 2023. Sau khi AFF Cup 2020 phải thay đổi vì lý do đại dịch Covid-19, giải đấu năm nay sẽ quay trở lại với thể thức thi đấu cũ. Theo đó, mỗi đội sẽ đá 4 trận vòng bảng gồm 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà theo mã bốc thăm đã được định sẵn. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội sẽ đá 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân khách. Những vấn đề lùm xùm liên quan tới việc Charathip không thi đấu AFF Cup 2022 cùng với đội tuyển Thái Lan đang ngày càng một trở nên nóng hơn. Đầu tiên, Messi Thái và người đại diện khẳng định anh sẽ không trở về nước và chỉ muốn nghỉ ngơi trong cuối năm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, truyền thông của xứ chùa vàng lại khẳng định FAT đã thuyết phục Charathip thành công. Cho đến sau buổi lễ bốc thăm AFF Cup, những phát biểu chắc chắn của Marabang và huấn luyện viên Poking ngày càng khiến cho giới mộ điệu tin vào sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 1993. Dẫu vậy, tất cả dường như đã thêm một lần nữa việt vị. Những nguồn tin thân cận của Charathip đã tiếp tục phủ nhận thông tin Messi Thái sẽ tham dự chương trình lần này. Báo chí Thái Lan thì cũng đã đồng loạt quay xe và thừa nhận rằng việc huấn luyện viên Poking triệu tập được Charathip là một điều rất khó xảy ra. Trước đó, Messi Thái đã phải viết tâm thư để gửi tới người hâm mộ: anh hy vọng mọi người có thể thông cảm cho anh. Mong một mùa giải mệt mỏi ở G-League, Charathip chỉ muốn nghỉ ngơi và muốn đạt một thể trạng tốt nhất cho mục tiêu Asian Cup hay là vòng loại World Cup 2026. AFF Cup là một sân chơi quan trọng trong năm nay cùng với các đội tuyển của Đông Nam Á. Tuy nhiên, do giải đấu thường tổ chức nằm ngoài thời gian của FIFA Day nên là nhiều cầu thủ sẽ không thể về tham dự và các đội bóng cũng e ngại việc nhà quân. Trường hợp của Charathip là anh từ chối tham dự AFF Cup dù là trước khi đó G-League đã kết thúc. Bởi vậy, Messi Thái đang phối hợp với người đại diện có nhận về những sự chỉ trích vô cùng nặng nề từ người hâm mộ. Người Thái đang quy chụp anh là kẻ phản bội với màu áo của Tổ quốc và chỉ biết nghĩ tới bản thân, ích kỷ với nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Poking thì cũng muốn triệu tập Charathip cho AFF Cup sắp tới. Bốn lần gần nhất mà hai đội tuyển quốc gia đối đầu nhau, chỉ có tiền vệ thì đang thi đấu ở Nhật Bản có thể chọc thủng lưới của Việt Nam. Indonesia là một đối thủ nguy hiểm, họ có nhiều cầu thủ trẻ thi đấu với nhau trong khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một đối thủ đáng gờm nhất mà chúng ta cần phải biết đến và phải dè chừng. Tổ Thái Lan dẫn lời của huấn luyện viên Poking phát biểu sau buổi lễ bốc thăm chia bảng: đội tuyển Việt Nam sẽ không nằm chung bảng với Thái Lan. Hai đội mạnh nhất của bóng đá Đông Nam Á chỉ có thể gặp nhau nếu mà cùng vượt qua vòng bảng. Hành trình bảo vệ chức vô địch sẽ không có gì khác cả, kể cả khi phải thi đấu trên sân nhà và sân khách. Ban huấn luyện sẽ phải làm việc nhiều hơn, ông Poking nói. Chúng tôi sẽ phải làm việc kỹ với Hiệp hội bóng đá Thái Lan và trưởng đoàn. Đội bóng cần đánh giá được khả năng thi đấu của các cầu thủ trong nước cũng như là nước ngoài. Một số trụ cột của chúng tôi đang chơi bóng ở Nhật Bản như là Charathip hay là Supachop. Chúng tôi sẽ xem xét lịch thi đấu của G-League để gọi các cầu thủ tốt nhất trở về đội tuyển, ông Poking cho biết. Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan nằm bảng A cùng với các đối thủ Philippines, Indo, Campuchia và đội thắng trong trận playoff giữa Brunei và Đông Timor. Trong khi đó, bảng B sẽ là nơi tranh tài của đội tuyển Việt Nam, Singapore, Malaysia, Lào và Myanmar. Nhận định về việc bốc thăm chia bảng, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho rằng đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để đi tiếp. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đã có 2 năm vô địch AFF Cup, lần gần nhất vào năm 2018 và cũng là cơ hội duy nhất cho Đông Nam Á vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Về cơ bản, tôi cho rằng ở hai bảng đấu khá đồng đều, trình độ các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đã không có chênh lệch quá nhiều. Trước khi bốc thăm thì chúng tôi cũng đã xác định một tâm thái dù ở bảng đấu nào đội tuyển Việt Nam cũng cần phải nỗ lực hết mình, ông nói. Theo ông, đội tuyển Việt Nam thì sẽ phải tận dụng lợi thế khi mà thi đấu trên sân nhà ở hai trận đấu khó với Malaysia và Myanmar. Đây sẽ được xác định làm hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp vào suất đi vào bán kết với đội tuyển Việt Nam. Nhà báo Kỳ Cựu Nguyễn Lưu đánh giá Việt Nam đủ khả năng giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng. Ông phân tích, nhìn qua có thể thấy Malaysia là một đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, thực tế trải qua các năm khi mà gặp đội tuyển Việt Nam, họ thường thua. Malaysia đã thiên về thể lực và chơi rất quyết liệt. Nhưng mà tôi nghĩ ông Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đã không còn lạ gì nữa. Chúng ta cũng cần phải có những giải pháp hóa giải. Tận dụng tốt lợi thế sân nhà khi mà gặp Malaysia và Myanmar, chúng ta có thể giải quyết được nhiệm vụ ở vòng bảng. Khó khăn với đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ là khi vào bán kết chúng ta gặp Thái Lan hoặc là Indo đều là những đối thủ khó chịu. Nhà báo này cũng lưu ý, huấn luyện viên Park Hang-seo thì cần chuẩn bị kỹ năng về khả năng tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam trong trường hợp Quang Hải không tham dự do vướng nhiệm vụ. Vàng Quang Hải là một bất lợi, nhưng tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có đủ các phương án ở tuyến giữa. Chúng ta có Hùng Dũng, Hoàng Đức đang chơi ăn ý với nhau ở trung tâm. Ngoài ra, nếu Thái Lan thiếu Charathip thì tôi nghĩ họ cũng không quá là đáng ngại. Đấy là đối thủ lớn nhất và có thể khiến cho đội tuyển Việt Nam phải e dè. Nhà báo này chia sẻ. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tham dự giải giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh với hai đội khách mời là Singapore và Ấn Độ. Trùng hợp khi Singapore chính là đối thủ ở vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Giờ giải thuộc FIFA Day, huấn luyện viên Park Hang-seo có điều kiện để triệu tập toàn bộ các cầu thủ cần thiết, bao gồm cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang khoác áo của Pau FC. Theo Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh, kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 đã được VFF và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam thống nhất từ sớm. Từ nay cho tới khi giải đấu khởi tranh, đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành mục tiêu. Sau khi mất chức vô địch vào tay của Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đang đặt quyết tâm lớn nhất đòi lại ngôi vương ở AFF Cup năm 2022.